nhắc thì gió nổi này bóng tàn bóng mượn chủ đề là tài tử nhắn xuống. Tài tử nhắn xuống là quan trọng để cao chuyện cho chuyện à, tôi học tiếng Việt với giáo viên cùng à, ai có thể nói tiếng Hàn tốt nhất? Cô ai cô học tập tiếng Hàn rồi 5 năm à, tôi vội sang tôi học tiếng Việt à, tôi đã nhắc chị cho ngồi à, tôi đã nhắc chị cho ngồi nên tôi có thể à, sử dụng AI để cô giao thông nhắc nên tôi có thể viết dịch từ tiếng Anh đến tiếng Hàn và tiếng Việt nên tôi đúc tiếng Việt cao tiếng Việt để học tháp tư vấn tôi có thể tiếng Việt học tiếng Việt nên tôi nói sau đó tôi nói tiếng Việt để cô nhắc kỳ dòng nội bôi chủ đề là hàng này căng nhau hôm nay chủ đề là đại trưởng nhan sủng hôm qua tôi đã học về đại trưởng nhan sùng với giáo viên cùng ai có thể nói tiếng Hàn tốt nhất hôm nay tôi thư tín tôi có thư tín để nói tiếng Việt nên tôi có thể sử dụng cao tôi có thể sử dụng tôi mua AI tại sao là tài tư nhân tu quan trọng AI bài sáu tài tử nhân xuống là quan trọng để cô giáo truyền ở Việt Nam tôn trọng và lịch sử AI bài sáu tài tư nhắn xuống là quan trọng ở Việt Nam để cô cho chuyên tôn trọng và lịch sử. Cảm ơn. Với cô, cảm ơn.
Nam mô Bổn Tăng Phật. Nhất trí chỗ ông nội tôi là nhất trí vui tin là tin ấn chỗ ông nội tôi để tôi có thể hiểu chỗ con về lời nhắc của ông tôi cũng có thể gì giúp người thiên an rằng thiên về để tăng vào nội dung chuyên đầy dung và chú ý nhỉ. Tôi muốn đem một số lời rất tốt đẹp cho ông thì nhận tư tín nhận. Đây là tăng 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 đối bộ tội kỳ phải nắm được chất chuyển và có nhiều việc phải vậy. Chứ để tôi tăng tấp chúng là về đại tu nhận xuống. Và tôi muốn nói đem về sự phát triển của nó tại tin nhắn sông và ngữ. Hôm qua tôi đã nghiên cứu về các sử dụng tại tin nhắn sông trong các ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt là trong chuyện truyền thiên hành là tôi đã học các sử dụng chính xác tại chữ nhà sùng trong trên hành về cơ thể giao tiếp chết tư nhận biết ngay cùng sử sư tôi hiểu sao còn về văn hóa mà còn trước tôi giao tiếp lịch sử và cho sáng đại chữ nhà sùng rất quan trọng trong các ngôn ngữ như thiền kệ thiền hành và như ngôn ngữ khác. Xung quanh mặt mối quan hệ giữa ngôi nội và người nghe thể hiểu sự thông trọng tận mặt cô khoảng cách xã hội trong gia đình thì nói chuyện với ông nội đại từ nhà xương thì hiện xuất hiện trong bài tình cảm thứ này rất quan trọng đặc biệt thì tôi muốn chuyển lối nhân thuộc bài từ sự quan tâm đến ông. Lời chúc và cảm ơn tôi cứ muốn ghi lời chúc tốt nghe tiếp
Đến muốn lớn khôi mà và hạnh phúc. Tôi cảm ơn ông vì ta luôn ở bên cạnh và là như đồng viên luôn cho gia đình. À, biết những quy trình nhận cho ông không chỉ là một hành động mẫu mà không là cách để tôi duy trì mối quan hệ và vai trò luôn biết ở đối với lòng. Xong.